chúc mừng vợ chồng em vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương. Tại vì em không bao giờ muốn nói sự cái tuổi thật của mình, là vì tuổi cũng là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói 85 thế, bây giờ nó sinh là 79 thế nào. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy, anh hợp với em. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có ừ không? Cái em ừ luôn. Sau đó là như xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem coi họ mang điều gì đến cho chương trình Vợ Chồng Son trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ em xin chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Vũ Hồng Tân. Năm nay em 37 tuổi. Hiện đang công tác tại Cảng vụ hàng không miền Trung thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Em làm việc ở sân bay Đà Nẵng à? Dạ em hiện đang công tác ở Đà Nẵng ạ. Dạ em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại em đang công tác tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ạ. Tụi em từ Đà Nẵng vào đây. Dạ vâng, hai vợ chồng em từ bay. Chắc chắn một điều là tụi em đi bằng đường hàng không đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi em là vào đây là chỉ có hai vợ chồng hay là có ai đi kèm theo nữa không? Dạ có con đi kèm ạ. Ô con bé được mấy tuổi rồi? Dạ con em được 6 tháng ạ. Khoe bây giờ em muốn khoe cuối chương trình. Dạ khoe giờ đi ạ. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho em bé. Thay mặt tất cả mọi người ở đây chúc mừng vợ chồng em. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương, quá là đẹp trai. Ôi ôi. Ôi trời ơi, chắc là nó thần tượng luôn, sao nó nhìn tôi suốt. Em cười. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nè. Bây giờ có thể là quay em bé ra nha. Để cho ông bà nội, bà ngoại nhìn nè. Đó. Đây, bà nội, bà ngoại, bà nội nhìn thấy chưa? Ồ. Thương không? Rồi. Mẹ chị mẹ bông con nhá. Nghỉ, chỗ nghỉ. Hãy kể cho Thuận với chị Vân cũng như khán giả nghe cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau là như thế nào. Lúc đó là em đang đi làm thì giờ giải lao thì có anh bên cơ quan em hỏi em là hợp tuổi nào để anh giới thiệu, thì em mới bảo với anh đó là em thích những người mà chững chạc cỡ là sinh năm 85 hoặc là 84. Thì lúc đó thì chồng em mới bước đi qua quầy của em, cái anh nhân viên đó mới hỏi chồng em là anh Tân sinh năm bao nhiêu. Mà trẻ vậy cái chồng em mới trả lời là anh sinh năm 85. Cái lúc đó rồn ra quá thì đừng lên quay kìa. Anh hợp với em này, anh hợp với em này. Không biết tự nhiên tại sao mình lại nói vậy nữa. Rồi hàng quá rồi buộc miệng nói luôn đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà khoan xí, hồi nãy em có giới thiệu là em 37 tuổi. Dạ vâng anh. 37 thì em là tuổi con dê chứ. Dạ đúng. Như vậy tại sao lại là nói sinh năm 85? Tại vì em không bao giờ muốn nói sự cái tuổi thật của mình. Là vì tuổi cũng là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói 85 thế. Bây giờ em nói sinh là 79 thế nào. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy. Anh hợp với em. Nhìn qua thấy cũng mũi cao mà mắt cũng to mà thư đấy. Cái cảm giác của em lần đầu tiên nhìn cô này, em đã có cảm tình với cô ngay. Dạ đúng đó. Rồi vậy sao thì đó? Chắc chắn em sẽ là người đi cưa. Đúng rồi ạ. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có ừ không? Cái em ừ luôn. Sau đó là như thế nào? Cái cuộc nói chuyện cũng vui lắm. Cái em mới bảo là em không đẹp gái mà sao em chả có người yêu. Cái ông mới bảo em là có người theo em rồi. Cái người ấm theo chị. Em bảo chứ anh biết là chỗ nào dài cho em không? Cái anh biết. Cái anh mới dẫn em đi xem bói. Cái đi xem bói ba lần hụt. Không có ai coi bói cho em hết trơn. Anh mới lừa em chỗ coi bói á chị. Cái chỗ đó đâu coi bói đâu. Cái giả bộ dắt đi thôi phải không? Cái lần thứ tư em tức quá rồi. Cái em sống thẳng ở nhà em hỏi luôn. Con em bố mẹ đi đâu con? Có ai coi bói không con? Dạ bố mẹ con đi làm ngoài coi bói hết trơn. Có nghĩa là em cố tình giả bộ là dắt đi coi bói nhưng thực sự để cô đi với mình. Đúng rồi, có cơ hội. Có cơ hội ở gần cô. Chiến thuật hết trơn á. Cũng dữ dằn lắm. Dạ cạo da lắm chị. Cạo da. Cạo. Trong thời gian bao lâu? 3 tháng. 3 tháng là mới bắt đầu yêu nhau. Cưới nhau luôn chứ không phải yêu nó rồi. Tức là yêu trong 3 tháng là cưới luôn rồi. Là cưới luôn, lý do? Cô ấy thì đòi là 2 năm nữa mới cưới. Phụ nữ nói à, mình cứ nghe thôi. Mà kệ, mình cứ làm theo những gì mình làm. Là em vượt qua tất cả để mà em đến em cầu hôn mà em cưới cổ à? Hay là có một sự tác động gì của ai để mà khiến cho đám cưới nó nhanh như vậy? Ông bà nói phụ nữ mà eo to dữ đẹp nên em nhìn thấy cô ấy eo to chắc đẹp tốt nên mình lo cưới sớm làm tới luôn đó cho chị. Làm tới luôn sao? Nãy giờ nói mà không hiểu, nhìn cái lòng vòng nhìn vậy là biết rồi, có nghĩa là anh này á là ảnh thấy cô này là vậy được rồi, ok rồi, cho nên những gì mình suy nghĩ là mình cứ thế mình làm thôi. Anh chủ động đúng không? Có nghĩa là bác sĩ biểu cưới đúng không? Đúng không?
Đúng em. Thôi bây giờ hỏi cô vợ đúng không? Dạ, cùng đụng mà. À, nhưng mà khi mà bác sĩ báo cưới rồi, dạ, hai gia đình như thế nào? Gia đình em sầu lắm, không có muộn cho em cưới. Lúc mà hai vợ chồng bàn tới chuyện cưới rồi, em mới hỏi là nhà có ai không? Khi có đứa em gái. Nghĩ chứ bây giờ nếu mình nói cho bố cho mẹ thì mình không biết ai là người dễ tính, à, ai là người khó tính. Ừ. Hay tốt nhất là nói chuyện với em gái trước. Quân sư cho em. Quân sư cho em. À, mày ghê thiệt cất. Rồi sao? Em mới nói với lại em gái em ấy là bây giờ anh chỉ có một bí mật này, em đừng có kể, anh kể với em thôi. Em đừng có kể lại với ai nghe. Anh hứa với anh nghe. Anh gọi sao thì anh chị rồi có em bé. Thì em coi sao chứ để bố mẹ phản đối ghê quá. Nhưng mà anh nói khéo khéo, nếu có nói đừng nói gì hết ghê gớm nha. Chị nói là có tốt cho anh chị thôi để anh chị tới với nhau. Thì cô em vợ thì cũng còn nhỏ. Cô nói toạc luôn với mẹ. Là mẹ ra với bố từ đầu là phản đối kịch liệt luôn á. Nhưng mà bố mẹ cái thôi hai đứa nó thích nhau thì cưới nhau cho nó cưới cho rồi. Tụi em bây giờ là đã ở với nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi kể cho nghe về tật xấu với nhau đi. Vợ em thì lúc đầu mới cưới á thì hiền lắm, ngoan lắm. Nhưng mà từ khi đẻ em bé ra thôi em phải nói là sư tử nguyên bầy luôn. Sư tử nguyên bầy luôn chứ không phải con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi ghê vậy. Không hang dễ, độ tính khác hoàn toàn. Dạ. Không hang răng. Một đêm mà nha, bắt em thức lên thức xuống 3-4 lần. Thà mình dạy được rồi, cho con bú được rồi đi ngủ không. Dòng mà thay quần cho em, thay tả cho em, lấy nước cho em này. Cho em nào? Em bé à. Sáng dậy phải lo nấu ăn sáng cho vợ ăn, vợ thích món đây là phải nấu. Không ăn đâu. Chưa đâu, cứ như gào đâu, gào kinh lắm. Gào à. Nếu như mà anh không làm thì cô ấy... Dạ, gào thét là thậm chí còn đánh chồng nữa chứ. Trời ơi. Nhưng mà đánh yêu thôi chứ. Đánh mà đánh đi phải đi vào bệnh viện đâu. Rồi còn cái gì nữa không? Hiện tại thì em chỉ nói thôi thôi. Chị dám nói vậy thôi đó. Có thêm được miếng nữa được không? Đâu có nữa mới thêm anh. Rồi dằn kìa, dằn rồi đấy chứ. Dằn rồi. Hỏi có ghen không? Vợ có ghen em không? À, anh ấy một cái người mà đàn ông mà nói chung là ăn nói và rất là khéo nha, khéo như vậy lắm á. Không có sợ không? Lại về thì không sợ, nhưng mà vẫn có ghen chứ. Nhiều gại bú lắm chị ơi. Sinh nhật chồng em có con bé nữa nhân tin ô bá, chúc ô bá sinh nhật vui vẻ. Các em đâu biết ô bá là ai đâu. Kệ mi hỏi chồng em là chứ cái con ô bá là ai đấy. Con ô bá là con nào? Tiếng Hàn Quốc là giống như là anh yêu cái gì đó. Cái vằn vèo cả buổi mà không có trả lời tớ không biết. Cái chó quá. Cái hôm sau hai vợ chồng đang nằm nói chuyện với nhau cái hỏi sao giờ nay không thấy ô bá nhắn tin nhỉ? Vừa nói tức thì cái ô bá nhắn tin. Cái em mới cầm điện thoại trong em thấy tin nhắn, em mới cầm đấy. Ô bà đang làm gì đậy ngủ chưa? Cái lúc đó em mới tức điên lên cái em mới nhận lại là ô bà đang ốm vừa ngủ, đừng nhắn tin nữa. Cái từ đó không nhận nữa. Mà giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Dạ đúng rồi. Chị Vân nói đúng ghê, em đúng anh chồng, bây giờ em không biết người đó là ai luôn. Thôi tôi không ngờ hôm nay chị Vân chỉ lại là thôi về để em mở tới nghe. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là trong em một người tuyệt vời ạ. Tất cả những công việc mà những người phụ nữ khác họ phải làm, có nghĩa là thay bỉm cho con, với lại là những việc vặt như lau tái hoặc là dọn bỉm cho con mỗi lần em te hoặc là em đi ý là chồng em làm hết, em chỉ việc cho bụng thôi ạ. Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, em chỉ mong muốn một cái là cô ấy nói năng cho nó có một cái chút một gọi là ý tứ xíu, là suy nghĩ trước khi nói. Dạ. Thế còn em? Dạ em thì chị mong chồng em đừng có hút thuốc nữa. Chị nghĩ là cái này thì chồng em chắc chắn sẽ làm được rồi. Hôm nay nghe vợ nói một câu mát ruột không? Chồng em là một người tuyệt vời đó. Vậy em bỏ luôn cái kia, nó là em là tuyệt vời nhất. Thì cái vợ thì em bỏ rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như em rất là thích thú vật á. Em nuôi chó đồ đó. Mà giờ có vợ có con là cũng phải bỏ chó vì con. Không, nhậu nhẹt thì cũng gần như là bỏ hẳn rồi. Giờ còn hút thuốc lá thằng cày hút mấy điếu thì nhé cũng bỏ luôn thì em cũng chẳng từ từ đúng không? Dạ. Không thì chẳng thà mình chấp nhận mình là người chồng tuyệt vời vợi. Dạ thôi em còn... tuyệt vời được rồi, không cần tuyệt vời là... đâu. Còn hơn là em cũng có hại cho em cái bộ đúng rồi. Bỏ hẳn luôn nữa là tuyệt vời sức khỏe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn đầy ắp tiếng cười trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé cho thật tốt nha. Dạ, rồi cảm ơn em. Hai anh chị khỏe. Cảm ơn em. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Sau đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nọ cho vui. Tôi cầm đỡ điện thoại có gì già hung lên lụm. Vì nó gọi sao thơ bao là tự hiếu. Có người nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có. Cũng trời có luôn hả? Xem phim thấy buồn cũng khóc ấy. Hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á. Ông nằm sát bên, ông đánh ghi mà ông không biết luôn. Đúng không? Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất rồi. Nó cũng vô tư quá ha.
Xin mời quý vị chúng ta hãy dành tràng pháo tay để chào đón cặp đôi vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Con tên Nguyễn Minh Lên. Năm nay 27 tuổi. Công việc của con là làm YouTube. Hiện tại con đang ở Bình Định luôn. Kênh của Lên là như thế nào? Chia sẻ đi. Dạ, thì con của con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Hiện tại là con của con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị Một. Trời ơi, chúc mừng con nghe. Kênh của con bao lâu rồi? Thì con làm chắc được 3 năm rồi. Thôi giờ tới con. Dạ, con chào cô Văn, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Năm nay thì con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là bán hàng online. Bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào? Và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở thêm một bạn gái nữa. Sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm giá. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Hồi đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nọ cho vui. Nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi. Bạn đi theo là bạn thôi, chứ chở đi theo thôi. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. Chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này, vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được, đúng không? Kiểu như là lúc đó là con đi vệ sinh ở chút, cái ổng đi theo, ổng theo, ổng chặn được nhà vệ sinh, con không cho, cái ổng không cho đi vệ sinh luôn. Bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Các con trai đại á. Như vậy là bữa đó con cho là vì con quá mắc cho con phải cho. Dạ, đúng không? Chứ không phải là vì con cảm mến gì hết á. Đúng rồi. Xấu lắm mà đi. Là con lấy được số điện thoại rồi á. Là lúc đó con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không? Hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này? Tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp kiểu như tiếng xét ái tình. Mình muốn xin số cho được. Điều đó là chắc là phải gọi điện rồi. Những tin chụp con, những tin liên tục mà hồi đó cũng làm ghé lắm, đâu có trả lời đâu. Còn khi nào thì cô ấy mới trả lời? Hai ba hôm gì đó. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Lần đầu tiên mà con gặp Lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Lúc đầu là không có ấn tượng gì hết. Tại vì thấy đen với thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay. Thì một cách giọng hát đó là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thì không? Dạ. Đó Lên con hát bài gì mà khiến cho lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Mà tuyệt vời nhất. Tới giờ con hát một bài. Thứ giờ con đã nói sao mà đâu giọng con hay dữ vậy. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi lúc mà con bắt đầu trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng. Bắt đầu đi chơi riêng. Nhưng mà lúc đó là Lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ đụng. Đụng đâu làm đó. Đó. Thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy. Cắm là... điện thoại. Hả? Cắm điện thoại. Cắm điện thoại mà... dẫn đi chơi. Chứ đi chơi với bạn đó. Thì dẫn bạn gái thiêu. Ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ. Nổ mấy bữa mình lên mình lụm. Lại cầm điện thoại của con là... Dạ lấy điện thoại dùng trong nhậu. Ví dụ tính tiền á. Dù thiếu chém hai chém đấy. Mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu... Tôi cầm đỡ điện thoại có gì già hung lên lụm gì nó gọi sao thơ bao là tự hiểu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có. Cũng có. Có luôn hả? Điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại nó. Con mượn con nói con đi cầm hay là con làm bộ con mượn con? Con mượn con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hung. Cưới xong mới có cô chú cho lúc đầu là kêu mất. Thì sao cái cưới về kêu là có hầu lâu anh kém đó. Hồi đó điện thoại con gạch mà. Chứ kém được 100-200. Rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cấm luôn rồi? Mắc sát luôn. Mắc sát luôn. Khổ dữ vậy hả? Thì hồi đó không khổ, không có tiền à. Cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình á, có lãng mạn không? Có mua hoa không? Hay là... Đó. Trời cơ đó chuyện hoa nghĩ tới buồn á. 8 tháng 3 với anh thay thì con cũng nhớ đúng ngày nữa. Là con mua bó bông vô là... Bó bông đó 20 hay 30 gì á. Mà con mua vô là nó nhanh. Nó kêu trời hết chuyện ông rảnh ông mua bông làm như vậy. Sao ông chở tôi đi ăn ông xuống nè. Mà ông tự nhiên mua bông mà nó nhành miếng ướt khắp lên khắp xuống. Từ lúc đó là con hết mua luôn. Một lần đó là tới giờ luôn á. Sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy một cành thì được, chứ một bó thì hơi đắt. Rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì? Thì ngày lễ thì
có tiền thì mình chiến khoán cho vợ ấy đâu. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành thôi. Giờ con là đã thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui à? Rồi lúc đó khó khăn quá, rồi gia đình hai bên đó có đồng ý. Mới đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về, tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghỉ học là con có dẫn anh về. Mẹ hồi đó ổng điên với lại nhỏ con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nó là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được, nên là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên lên ăn hết. Đâu lúc lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ, thì bà đeo gì là con lên luôn chớ. Đi khám rồi vậy, lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện trao rồi. Bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Có dễ thương gì mà sao không chịu? Thì còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nhỏ con rồi vậy. Ba con đó là hồi đó chút ít à. Sợ quen rồi, đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì. Anh lên dẫn con xuống á, là mẹ kêu là chuột quen gì, không biết làm gì hết, chồng cái nồi chó heo cũng là liêm lợn luôn. Cũng là chó heo tập ba giờ mà ba em còn cớ mà thấu mà mạch mày liêm lút mà không cháy, đốt bếp lửa nghiêng lửa có nghĩa là lúc ấy con dạ. Con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn dạ, hả? Đúng rồi. Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đỡ cô làm gì hết. Nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Con ở với nội, hồi trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á. Dạ, con ở dưới ba, dưới ba, dưới nội, rồi là cô, xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Rồi hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ, cũng được gần 4 năm nay. Mấy đứa rồi? Dạ, một bé. Chà, như vậy là 4 năm ở với nhau, chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Nó có ăn hiếp con không? Nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính. Thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên nhanh con kiếm chuyện nhá, cái miệng cứ lấm bấm luôn á. Wow, có bươi móc chuyện cũ nói không? Có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Đồ. Lâu lét rồi cũng nhắc lại. Chị, ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Cổ có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không? Hoặc là coi điện thoại kiểm soát con, điện thoại kiểm soát con. Điện thoại con. Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi, xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Dạ. Có không? Thôi để chú hỏi vợ. Đó, chắc luôn. Chắc chắn. Con lửa sao có khói đúng không? Bây giờ sao? Bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Thôi để vợ con nói. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Chị mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận cá chiếm thớt rồi được. Giận cá thì chiếm cá đi. Rồi bây giờ mời con. Anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con cỡ những cái tiêu biểu. Ví dụ như là hay quên. Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy, là cái chìa khóa đỡ đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai là mê game, mức độ mê game là như thế nào? Con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông cái giờ má hỏi vợ mày đâu, con đâu biết đâu, đi đâu đâu biết đâu, không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Tại vì mê game không quan tâm vợ. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái xem phim thấy buồn cũng khóc ấy, hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên ổng đánh game ổng không biết luôn. Đúng không? Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất không? Nó cũng vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ không chừng á. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì hình như con nói quá chứ cũng được, bớt được xíu. Tật xấu là mê game nè, hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Vô tư vô tâm hình như có cả hai luôn. Ngay lắm, ổng chọc mà con để tức rồi mà ổng cứ ổng tao ổng chọc cho con tức thêm. Chừng nào con khóc ổng tao không dỗ vậy. Nhưng mà kiểu như ổng thấy hài á, mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có, con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu. Rồi có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ổng. Như vậy là bên này bừa bộn rồi. Vậy nãy là lên. Giấu á, dạ. Giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng không, bừa bộn lắm. Dạ đúng không? Nhưng mà đồ đạc sẽ đầy hết. Nhưng mà là do em chưa kịp dọn mà. Con dọn xong rồi á, à, mấy bữa sau á, nó kêu ông không dọn được gì hết á. Để em gơ chứ. Dọn hết rồi, nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là gòn, thấy y như cũ. Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm là xin tấu đi nhậu. Nhưng ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm. Chuyện đàn bà và bữa tôi rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm.
Bây giờ con chỉ mong chồng con sửa được. Khoan, ghen đó. Từ anh khai anh nha, không phải em khai nha. Từ đó bây giờ lỡ rồi. Em tiếp lại. Cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á. Từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á, là con phát hiện ổng đi hát karaoke ôm. Có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời, con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn, suy sụp tinh thần luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm. Ôm. Rồi xong sao nữa? Lúc từ là... cây khóc qua trời qua đất luôn. Có năn nỉ không? Năn nỉ, nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chẳng lẽ cãi hoài nè. Con cứ khóc hoài, mặc dù là trong lòng còn đau, nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ, anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếng một cái video nữa, nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái cô vừa hỏi là anh có đi không, cái lần này là anh có đi không, thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con năn nỉ lại. Ông đập điện thoại dạ, luôn. Dạ đúng rồi, tức ông đập điện thoại. Nhưng mà cũng có mục đích á, chắc lúc đó đang cầm mua điện thoại máu mà con chưa chọn này sao á. Nói nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới, cho tới chuộc lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Kế luôn cả điện thoại cắm luôn á. Kép thì kép một cái chứ, đập thì đập một cái. Còn cái nếp trượt bằng nhiều hơn. Cái. À, còn cái nếp trượt bằng nhiều hơn nữa. Sao? Hồi cãi nhau đi xe ấy nó... Nhìn đây con cũng nhớ, quỳnh thoại xuống mương. Hồi là tiếc quá. Mở xuống lụm, lên xáy lại, xài tiếp. Dạ. Xài được luôn. Như vậy là con có muốn chồng con thay đổi điều gì không? Chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn. Chỉ có điều là hơi vô tư một xíu. Hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nữa. Suy nghĩ nhiều. Cô thấy vậy nè, hai đứa con á, con hôm nay là 20... 24. Con lên. Con 27. Đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó. Là dạ. Coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì luôn á, đúng không? Dạ, nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt. Bởi vậy ha, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Nên bây giờ con tập thói quen đi. Bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó, cái con nghĩ tới vợ con, cái con của con. Mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ. Hôm nay nhậu tới 9 giờ. Vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta? Vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta? Có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta? Ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi bạn mình được. Nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã. Rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi, ví dụ vậy đúng không con? Có, ví dụ như con đeo là ổng đi chơi với bạn là ổng kêu thôi bây giờ vợ tao con tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ thì mấy cái đó cũng có. Đó, dạ. Thì cái đó là tập cái thói là mình không có vô tâm đó. Thôi bây giờ gì nè, ví dụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình do chú khơi lại cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây đi theo tôi vô đây. Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó. Chắc là đào tạo chồng con kiến thức. Coi như là học một khóa cấp tốc đó con. Ở đây đó. Quá trời. Em cần lại bông. Trời. Có nói gì nữa không? Đó giờ cũng chưa nói mà. Chưa nói đâu. Để tao nói nè đó. Trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em. Thì cũng trước mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa. Là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nha em. Con nói gì? Anh nha. Con nói gì chồng? Ở tới bây giờ á, không thể thứ rồi sợ ở tới bây giờ. Anh ơi, bây giờ á, cô nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á, là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc. Là tuyệt vời. Ok không? Tận đời nhắc lại được. Và chú mong là sau chương trình này các con hãy thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được thì bây giờ các con hãy làm đi. Dạ. Cố gắng để mà tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại cho vợ con. Hay quá. Rồi cảm ơn hai đứa. Cảm ơn Lên với Nguyệt nghe. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đó là em mang cái váy ôm body đấy. Wow.
body đẹp thế. Anh dẫn em vào khách sạn, rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghĩa là ông đi tắm rồi không? Lúc đó em run lắm, sợ mình mất. Bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Vậy chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Rồi đi cưng. Đây. Chào hai em. Rồi, hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ, con 2-3 tuổi. Giọng Quảng Trị nghe dễ thương nhỏ xíu. Ừ. Có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh, đúng không? Dạ, thực ra là như thế này này. Em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng. Em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi, mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó cho Sài Gòn rồi gặp. Ủa nhưng mà tại sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Đúng không? Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này, hay là em vô đây là vì chỉ để gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy và em đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú, là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người có gặp nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có dạ đi có. Bà Đen không? Mười... Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có bữa tỏ đó... tình tỏ ơi gì không hay như thế nào? Dạ có chị, có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em sốc không? Sốc chị. Sốc. Tại nào giờ mình là người chủ động không anh, mà cô này là người ngược lại, là chủ động. Nhưng bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là em ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng bởi vì là trên lần đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong anh chồng em mới tiết lộ là anh còn zin nữa nha. Anh còn zin nữa nha.
Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè? Lúc đó là khuya rồi, nên là anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghĩa là em đi tắm rồi không? Vâng, sợ rung lắm anh, đó em rung lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sắp bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. À, đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp. Dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi. Dạ. Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em cũng nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia, rồi bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả, để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ, lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn, nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về này thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ, đồng ý. Là nay được bao lâu rồi? Dạ, nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm. Hơn một năm ấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á đi coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Ngày em nhớ ngày 15 tháng 6 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ trai gái. Dạ trai. Rồi lấy nhau, như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Cho thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, đây. Vậy em nói trước đi. Vợ em mà có cái tật não cái vàng. Nói trước quên sau vậy đó. Ở vậy em hay cằn nhằn hoài. Rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm nhưng mà chắc muốn gì không. Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó đọng lại trong người, những cái stress là em đã giải vượt qua hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự Tin Đứng Vững Trên Con Đường Mình Đã Chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào luôn, chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn. Thì ra là mê giọng hát. Cái gì nó có lý do hết chị. Đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bạo thủ. Bạo thủ hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bảo thủ thôi. Còn cái tật kia đâu phải tật xấu đâu. Cái đó là tiến hóa tốt, tốt cho sức khỏe. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng.
thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực. Thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em, để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Ha Cương ha. Bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực còn ra em, từ khi mà em quen Ninh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè, em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thá Cương ha. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Mẹ kêu là mày để hai tay túi khoác thành nào cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói rồi mày làm gì sao tao chịu nổi. Ôi con dựa vậy là không, sao tao chịu nổi. Ờ đúng rồi đó, đúng mình rồi. Nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, mình đi nghe mà thấy con, cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Em tên là Thái Đức Hòa. Hiện đang là một hướng dẫn viên du lịch. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Em ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân, với lại là chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thị Kim Xuân. Con cũng 27 tuổi, bằng tuổi. Dạ và hiện tại con cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, công việc của con là gì? Bữa Xuân. Dạ, thật ra thì công việc của con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Cũng làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm. Xong rồi dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện. Dạ. Ủa như vậy là học chung trường với nhau. Thanh Mai trung bạn. Rồi quen nhau nè, đúng không? Dạ, chung lớp luôn à. Học chung trường. Đại học. Học đại học mới gặp, tại vì con là ở quê, con ở tỉnh Kiên Giang. Rồi con lên Sài Gòn con học đại học. Thì mới gặp bạn này thì chơi chung nhóm, cũng mày tao luôn. Ấn tượng đầu tiên về chồng con á là không nghĩ là dân Sài Gòn luôn. Tại vì nha, bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu, mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có xăng. Cứ để vậy đó, cứ lũ phụ lắm như ta lắm thẩm vậy đó. Đầu thì bơm sợi như nào, giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc, nhưng mà nó hơi lố hơn xíu. Là nhìn không hề biết là đây là anh trai Sài Gòn luôn. Không hề biết luôn. Nhưng mà thực sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi. Là ở đây là Sài Gòn, tức là đi đâu cũng là nhà, cho nên thì cứ ăn mặc bình thường dưới nhà thôi, chứ đâu phải là đi tiệc đi gì đâu. Đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để chọc mấy bạn? Thật sự thì lúc đó con nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi đúng không? Đúng rồi, mặc sao mình thoải mái thôi. Nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô Kim Xuân này không? Dạ ấn tượng thì tại vì đó vợ con nói chung là đẹp, đẹp theo cái gu của con nha. Em mới kiểu tức, em mới nói là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi. Rồi thằng nói đứa đẹp là không thích, không quan tâm. Là con nói về cái tiêu chí của con á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn con có tiêu chí gì không? Bạn làm việc á, hay là bạn học, nói chung là học nhóm, bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á, là bạn tập trung rất là cao độ. Mà cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á, nó thu hút con về cái điều đó. Dạ. Ban đầu chỉ là bạn thôi, tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai. Nhưng mà con vẫn không hề e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh đúng không? Hình thức. Dạ. Dạ con thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm. Rồi, đến khi nào thì hai đứa mới chia tay mối tình của mình để mà đến với nhau? Tới năm 2 đại học chia tay, cũng từng cặp tự chia tay luôn. Coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè. Cái này thì nó lại là một cái câu chuyện nó hơi bị lọc dòng luôn. Tỏ tình thì là em tỏ tình trước. Lúc đó thì lúc đầu là Xuân từ chối đúng không? Lúc đầu là vợ từ chối đúng không? Chồng em nói chung là rất là cục xúc. Tại thời điểm nó cũng là mày tao mà cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà. Đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau, đi tắm suối, xong rồi đi về thì mới chia cặp chở nhau về. Thì lúc nào bạn này cũng
chở con hết, tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học, ngày nào cũng đưa con đi học hết, mà đi chơi cũng chở con luôn. Rồi trở về thì con buồn ngủ, con mệt quá, con mới nói là ê, cho tao dựa vai xíu tao ngủ. Mẹ kêu là mày để hai tay vô túi khoác này nè cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa cho con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói thì mày làm gì sao tao chịu nổi. Là tao không muốn nói là tao thương mày đó, tao thích mày, mày còn dựa vậy là không, sao tao chịu mà nổi. À đúng rồi đó, đúng mình rồi. Nghĩ là dựa là mình đè lên đó, sao chịu nổi đúng không? Dạ dạ. Tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì mới nói như vậy. Tại cái là... tay còn động đậy đúng không? Dạ đúng rồi, dạng như lật đầu qua lật đầu lại, dạng như và lúc đó là con im lặng luôn, con im lặng chở tới về tới nhà luôn. Bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi, đợi con tắm rửa thay đồ xong hết cái chở con đi ăn xong lại chở con về. Không nói gì hết, im lặng luôn. Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao? Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Con nói là không, con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không muốn tiến tới. Và lúc đó là sao? Em nhận được cái câu trả lời như vậy thì chắc thì mình cũng ngậm ngùi thôi. Tức là mình không biết nói gì. Với lại mình một phần mình cũng dạng như là ta đây á. Để giữ sĩ diện chứ. Dạ đúng rồi, thôi được, im được, luôn. Được thôi, tôi sẽ không quen nhau được. Dạ, rồi á, con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ. Hai đứa là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với. Xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không, xem là nó có nên quen hay không quen gì đó, ngồi phân tích cho mình nghe. Tại vì mình cũng rối. Rồi sao? Bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với dạ, một đúng người. Rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao đó sao? Xong mình thấy vậy cái mình cũng nói ừ thì quen quen thôi chứ đâu có gì đâu. Chúng còn trẻ mà ngại gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh. Để con có chuyện muốn nói, cũng chở con đi ra quán ngồi. Con chưa kịp nói gì hết, bạn xe qua bạn từ chối con luôn. Thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu. Thôi coi như bữa hổm ta nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu. Ê, ông tự ái là sao vậy ông quả? Thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được. Ví dụ như hai bạn quen nhau đi. Ừ vui thì vui dữ đó, thiệt đó. Nhưng mà ví dụ như lúc hai bạn chia tay rồi cái nhóm nát luôn. Đó, lúc em nhớ hoài câu cứ dặn trong đầu em nói ừ vậy chắc không nên. Là coi như xong. Dạ. Xong sao? Bạn này là rất là đào hoa. Từ đó như là giận luôn, không chơi chung luôn, không thèm gặp mặt nói chuyện luôn. Nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi miền Tây chung với nhau 7 ngày. Chuyến thứ hai đi Tây Nguyên 7 ngày. Và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau là cùng khóa luôn. Thì cái chuyến đi miền Tây đó, bạn trước khi đi bạn bị té xe. Đi cà nhắc đi vô luôn, con thấy tội nghiệp quá. Con mới lại con cũng hỏi thăm, con lúc đó con hết giận rồi, con nhìn thấy tội quá con hết giận. Con lại con hỏi thăm thì trả lời cũng rất là cục xúc luôn. Sao? Gì? Kiếm gì không? Vậy đó con quê, con đi. Tự ái một người đàn ông đó, tự ái khi mà thù dai nè, thù giặc nè, tự ái ca nè, vẫn còn nhớ hoài ghim cái câu mà hiểu không đó. Sao nữa xong rồi á ha, bạn á thì lúc mình lên tour đi á thì không đi chung với lớp mình đâu, đi chung với một bạn nữ lớp khác. Cố tình đi chung một bạn nữ lớp khác. Bé kêu xin không? Dạ cũng dễ thương, mà con muốn thử coi là bạn này còn quan tâm tới mình hay không trước đã. Còn quan tâm thì mới tính tiếp, còn nếu không thì thôi luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi đi tới Châu Đốc. Cái con thấy hai cặp, một cặp đang đi ngang à, chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi. Cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt. Cái con không có đi vô trong miếu được, con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con. Cái con ngồi xuống con ôm bụng con ngồi tại chỗ, con ngồi trước cửa luôn. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang mà thấy con. Cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Con đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Hiểu rồi, vậy là chuyến đi miền Tây là có một cái tín hiệu tốt. Thật ra thì sau chuyến đi miền Tây đó là quen luôn, tại thì vì đó quen thì luôn. Tín hiệu tốt rồi đó. Rồi nhưng mà sao lâu rồi mới cưới nè? Rồi 2015. Tới 2021. Là 5 năm rưỡi. Dạ. Wow. Mà hay hết cái quãng đại học luôn mà cô chú. Mà là tình yêu thuần khiết đúng không? Dạ. Dạ. Ê nó nghe nè, mấy đứa xưng hô với nhau sao? Lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á, là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa. Rồi. Kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào cũng tuyệt đối không được kêu mày tao. Kêu mày tên. Hai đứa con có việc danh trong nhóm là tụi con là CC couple, là bạn này là chó mập, con là chim xanh. Là kêu nhau bằng việc danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình. Trời, cái tên nó còn sốc hơn là mày với tao á. Chó mập. Ê, chó mập. Ê, trời chó ơi, mập. Kỳ lắm á. Chó mập không phải là chửi, là thằng mập. Đó nhưng mà đó là một cái loài, tiếng nhờ một cái loài cuốn mà nó ổn định thì nó dễ thương, nó dễ thương đó. Đúng rồi, nhưng mà cái từ loài nào cũng dễ thương hết nhưng mà cái từ ngữ á kêu là chó mập đó, ví dụ đó. Thương thì vậy nè, ô chó mập ơi là dễ thương đúng không? Ê, chó mập giận cái là ê chó mập. Cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha. Ê chim xanh,
Ê chim. Còn cái cho mập. Bỏ chữ xanh nữa, không cúng kỳ nữa. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cái xưng hô là anh với em? Dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn, tới giờ cũng không đổi. Tới giờ vẫn vậy luôn. Dạ không, tới giờ thì lâu lâu về thì... nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được, chứ để người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ. Đây cũng mấy năm rồi. Xưng lại là dạ vợ với chồng. Thôi bây giờ hai đứa lấy nhau rồi sao? Cái đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn, tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá Mạnh Ai nó ngủ. Không có gì. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau. Rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi sao nè, bây giờ chị Kim Xuân á, lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè? Cái tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi đó là gì? Quên đồ. Đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em? Đồ đạc của mình, của chính mình, của có nghĩa là những cái gì em không dính vô người là đều có thể quên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời đi mà lên xe là sực nhớ trời là quên ơi, đồ. Có bao giờ quên bóp không? Bình thường luôn, đi quên bóp luôn, mua đồ ăn không có tiền trả luôn. Oh. Mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên không? Bóp rồi quên điện thoại, quên túi đồ xôi luôn. Rồi mà mỗi lần quên vậy là phải quay đầu lại. Dạ. Quay rồi nè. Rồi nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè, đứng lên kêu ai điện thoại tôi đã mất tiêu rồi, kiếm giùm điện thoại đã mất tiêu là kẹt ngay nách luôn nè, mà không có cảm giác luôn. Dạ không rớt dạ, không để không rớt mà kiếm quá trời luôn. Là lúc đó là hai đứa vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng á, thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui rất là mừng rồi. Mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn, tức là hai đứa là hướng dẫn viên đi tới giữa đường còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà. Mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại thì coi là nó không có làm việc được. Rồi sao không làm việc được thì lúc đó là trời em rất là tức, tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà trước đến giờ quên luôn. Nhưng mà xe có đợi không cuối cùng? Dạ không, kịp giờ chỉ đố đâu có 4-5 phút gì sao như tập lại cái tính đi nghe dạ. Cái mai mốt hay nghe giống quên con trước đó, quên con luôn, quên con luôn, con hả? Cô dẫn về nhà ăn cơm. Cô dẫn về nhà ăn cơm quên 2 tiếng đó. Rồi thôi bây giờ tới ảnh đi. Chồng con là người không có lãng mạn, rất là quan tâm vợ nha, có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ, cái gì cũng làm hết trơn á, rửa chén cũng làm, lau nhà cũng làm, kêu nấu ăn cũng nấu luôn. Mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm. Thì nhà là toàn ảnh lau không mà, ảnh không có cho con lau. Nhưng mà con vẫn cầm cây lau nhà, con ra con lau nhà. Thì ảnh đi ra anh thấy mình lau nhà, ảnh ra anh kêu nè, thôi ra đi, ra chỗ khác đi, tay yếu xìu lắm, sạch dĩa chân cũng lau, đây đứa cây đây là lấy tự lấy đau mà nói chuyện gì không đó, vẫn còn cái tính cục xúc đúng không? Dạ. Quan tâm theo kiểu cục xúc. Nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của Xuân thì như thế nào? Dạ riết là quen luôn, riết là quen luôn. Cảm mà thay đổi dạ là thấy khó chịu đúng không? Thay đổi cái mắt hồn á. Em ơi, dạ, đúng rồi. Em ơi đưa cái chỗ lau nhà để anh lau nha, em vô em nghỉ nha. Không ngày nào mà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua. Tính xin gì nói đi. Có một cái tính luôn á là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc thì cũng có đi, nhưng mà không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ Tết, tại vì quan niệm của ảnh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng, không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng. Là ảnh không bao giờ làm những cái điều này đó. Vậy thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì? Con thì con mong ảnh thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt, không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu, nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình cũng thấy vui. Đã từng làm cho Xuân một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của Xuân? Dạ có 2 lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là to là có là người đi làm, mà có 2 lần đó là ổng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con, thì con là con thích hoa bi. Con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn, con không thích những hoa khác. Rồi ổng mới chạy ổng một đó hoa bi với cây bông hồng. Ngày hôm đó là con đi Hàn Quốc, xong rồi ổng mới mang ra sân bay ổng giấu, thì ổng mới nhờ bạn con giả bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài, bắt con ra ngoài kiếm. Con mới chạy ra thì con thấy gặp ổng đứng ngoài ổng tặng con cái bó hoa, là lần đầu tiên luôn á, từ lúc quen nhau mấy năm là con mới nhận được cái đó hoa. Không làm là chưa làm chồng đó. Dạ chưa, đó là còn là người yêu. Dạ. Thì đó không làm thôi, làm là bất ngờ quá luôn á, đúng không? Nhưng mà lúc đó chưa làm chồng. Còn cái vấn đề nữa sao không nói gì? Cái đó hoa bi đó làm sao, số phận đó làm sao? Con thì tính con hay quên cho nên là cô để quên bên Hàn Quốc. Không may cái bó hoa đó về. Trong dạ, năm nay có làm điều trong gì năm bất ngờ, có làm cho gì bất ngờ chưa? À điều bất ngờ hả? Dạ chưa đúng không? Trời ơi. Thôi bữa nay ráng làm gì bất ngờ đi. À lãng mạn thì nói chung là chắc cũng không có gì nhiều, chỉ là chuẩn bị một cái món quà mà theo cái phong cách của vợ con yêu thích. Dạ. Hobby cái bông hoa và một cây bông hồng cách đây 6 năm đó. Đây vẫn là một đóa hoa bi
còn cây bông hồng ở giữa, nhưng mà mỗi khi á, thì con sẽ gói cái này là màu đen, yêu cầu người ta gói màu đen, nhưng mà hôm nay sẽ thay đổi một xíu. Hôm nay có một chút bất ngờ dành tặng cho vợ. Nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội đó chính là có được một cái bài hát thứ hai dành tặng cho vợ mình. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là em tự chế tạo đó. Dạ. Rồi thôi em thấy như vậy là tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái, 6 năm sau bạn lặp lại hai cái okay. luôn. Ok, rồi, có nhạc thì lên nhạc. Không quá. Đứng chờ em trong cơn mưa mùa thu, chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ. Từ bài hát đầu tiên, những giai điệu vang lên đầu tiên, anh biết à thì ra em đã yêu lòng. Nếu tình ca được viết bởi những phím cây dương cầm, thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời. Trong những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh. Nhìn vợ đi, nhìn vợ đi. Tình yêu anh không phải tình ca, không sống loài hoa sớm nở rồi tàn, và anh đây cũng chẳng hào hoa, anh chẳng buồn dòng xoáy cả, chỉ cần được bên em thôi. Nào mang chi những thứ quá xa, không phải của ta cố tranh mặt người, chỉ cần ta luôn luôn có nhau, ta bên nhau hát ca la 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 la. Anh sẽ mua bài hát này để mà sử dụng cho phim anh. Tại vì nó rất là phim luôn. Không biết cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào. Không kìm nén nha. Thôi đừng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ, rất là bất ngờ. Rất là đặc biệt. Ông đi ôm vợ cái đi nào. Rồi. Tuy rằng mình trễ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Bao dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Dạ, thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline, dí sát đít luôn mình học. Mình còn công việc của mình nữa chứ. Mà không trả lương đâu, đúng không? Dạ. Rồi mình phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa, bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Hồng Vân, MC Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Quang Vân, là kỹ sư điện, em hay đi làm công trường. Em 35 tuổi, em ở Bình Thạnh, ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe cái giọng của em là anh muốn biết là em gốc quê đâu? Dạ, quê em Đắk Lắk. Thôi, con mời vợ Vinh. Dạ, em tên Trang, em cũng đến từ Đắk Lắk luôn. Dạ, năm nay em 35 tuổi. Dạ, hiện tại em làm nhân viên văn phòng ở quận 1. Chắc là họ quen nhau từ cái thời họ ở Đắk Lắk á chị. Họ quen nhau ở quê. Đúng không? Sai hết rồi. Dạ không. Thôi bây giờ các bạn hãy khui đi. Đó, lần đầu tiên mà các bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ngày mùng 4 Tết ạ. Bạn tụi em giới thiệu. Dạ, tụi em về quê ăn Tết á. Cái anh bạn của em với ảnh á, là thật ra là anh họ của em giới thiệu anh đó cho em. Giới thiệu đó thì không biết cái anh đó có người yêu rồi. Thế là anh ấy sau này mới khai ra là có người yêu rồi, thì mới cảm thấy có lỗi, nên là dịp Tết đó xong thì mới cài bẫy cho hai đứa này đi. Anh này cũng chưa có người yêu thì em cũng chưa có người yêu đó, thì mới rủ đi cà phê ở trên phố, đi uống cà phê bình thường, xong mà em có rủ về nhà chơi. Cái anh bạn của em thì anh nói là thôi hôm nay anh bận rồi thì hai đứa thì sẽ kèo tự đi chơi đi. Thì lúc đó thì em cũng rảnh, anh này cũng rảnh, thế là đèo nhau đi chơi nguyên một ngày mùng 4 Tết. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh, xấu anh.
Trời, mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê em cứ nhe răng ra cười thôi. Vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên mùng 4 Tết? Tại bữa đó em rảnh, cháu của em là đi về quê, anh chị cũng về quê, có mỗi mình em ở nhà, đâu có làm gì đâu. Thế còn Vinh thì sao nào? Lần đầu tiên đến thì em với bạn em đi đến cuộc hẹn hơi trễ, khoảng tầm 30 phút, 45 phút gì đấy. Sao trễ dữ vậy? Dạ thì em cũng không biết là đi lên gặp mai mối giới thiệu gì sao đâu. Em tưởng là đi chơi thôi, cho nên là cũng thong thả đi. Đi nửa đường thì bạn mới nói cô này cô vẫn ngồi chờ trên đó. Thấy đồ thì đến lúc gặp mặt thì điềm tĩnh chứ không có nóng giận gì. Thế mình thấy có ấn tượng. Tuy rằng mình trễ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Bao dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Dạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào? Đó. Lúc đó em cũng có quen mấy anh chàng cũng làm cũng công việc cũng ổn định, lương cũng cao, cũng có nhà thành phố vậy đó. Quen thời gian không, mình không có nói chuyện, không có hợp, rồi khác về tôn giáo nữa, cho nên là mình không có quen. Nên sau cái này cái là mình đặt tiêu chí rồi thôi, mình lấy được người đàn ông nào thương mình, thương mình là được rồi, yêu chiều mình, rồi làm những cái gì mà mình muốn. Ừ, rồi rồi ông này ông có được bao nhiêu trong cái tiêu chuẩn của em? Dạ nói chung là ok á chị, 100%. Nghĩa là đó là cái thời gian các bạn gặp nhau lại trên Đắk Lắk. Nhưng mà sau Tết rồi thì là có xuống Sài Gòn để mà tìm hiểu nhau tiếp tục hay không? Và quen nhau ở đâu? Dạ có, thì mùng 5 Tết em có mời ảnh là xuống nhà ở Sài Gòn chơi. Đó thì lên đó em cũng ok, rồi em lên nấu cơm. Nấu cơm xong rồi tối hai đứa cũng đi chơi vòng vòng, cũng nói chuyện qua lại Zalo xã giao thôi. Thì thấy là bạn này là đầy đủ cái tiêu chí đó thì phải khí thế tiến tới thôi, đúng không cưng? Nhưng mà trong thời gian quen thì 3 tháng á, thì kiểu như là quen nhanh thì mình chán cũng nhanh. Chắc có chuyện xảy ra đúng không? Nói chung là về công việc cũng ảnh nhiều khi cũng bấp bênh nè. Rồi thời điểm đó là ảnh quen em sau 2 tháng thì ảnh có làm bên công ty về điện nữa. Dạ thời gian thì hai đứa cũng không có dành cho nhau nhiều, vừa làm quán pizza vừa làm bên điện nữa nên gặp nhau cũng ít. Rồi cũng có xích mích một này cái này nọ. Ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa. Sau đùng cái hai ngày sau cái em với ảnh nói thôi cưới nhau đi. Nó gì kỳ vậy? Dạ cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi. Tại sao? Nói ra thì cũng lớn tuổi rồi, thôi thì cưới nhau luôn đi, rồi được tới đâu đó tính gia đó. Đình có hối cưới không? Dạ, dạ không. Trong cái lúc quen nhau đó thì em cũng làm hai việc chứ không phải là em làm cái câu lạc bộ bia không của em. Cô bạn này cũng lớn tuổi rồi thì mình chắc cô cũng không có phải là đòi hỏi hay là mè nheo nhiều như các cô tin. Thì mình mới tập trung cho công việc nhiều hơn. Thì không ngờ là cô thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau, người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Thế thì em mới thấy là mình sai, thì em mới nói là nghĩ là thôi được, cô này sẽ ok thế này thôi, mình phải cưới luôn, vừa xuống làm quà vừa xuống coi như là kết hôn luôn, đặt vấn đề kết hôn luôn. Em thì Bình Dương còn em là Sài Gòn, cho nên là đi xuống đi lên đi xuống phải nó rất là vất vả đúng không? Thời điểm sau thời điểm cưới nhau thì cũng vẫn làm ở Bình Dương với Sài Gòn đó. Rồi con cái là lúc nào? Lúc thì em có con luôn thì em sợ là cũng muộn á. Sợ lâu đúng không? Dạ. Rồi cái lúc mang bầu với sinh con là có ảnh gần không? Dạ thì có, tại vì nhà em có cho thuê nhà đó, em cũng có mấy bạn ở trong nhà chung nhà luôn, thì dù có vấn đề gì thì có mấy bạn đó hỗ trợ. Chỉ là mình không có chồng ở bên cạnh nhiều thôi. Rồi hai vợ chồng về sống với nhau, giờ đến cái phần mà loài tật xấu nè. Dạ ảnh thì cũng ngoan lắm, chỉ có cái tật là ngủ mà nghiến răng á. Em có làm sẵn cái máng răng cho ảnh, nhiều khi ảnh nhớ thì ảnh ngậm, khi là ngồi bấm điện thoại xong cái ngủ quên á, ngủ quên ngậm răng, coi như là nguyên một đêm đó em bị mất ngủ. Ảnh ngủ ngon lắm. Như vậy cái tật xấu không phải là tật xấu nghiến răng mà là quên đeo cái máng. Quên đeo máng nghiến răng đó. Tật xấu là tật hay quên. Rồi gì nữa? Gì nữa không? Với lại trước khi cưới á, trước khi quen á thì cũng có nói là anh bỏ hút thuốc thì em mới quen anh, thì cũng có bỏ thuốc thiệt. Thì đến một năm sau khi mà ảnh làm xa nhà kiểu xa vợ con, cái mùa Covid bị ở lại Vũng Tàu 3 tháng á, thì cũng buồn cái là hút thuốc lại. Hút tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Trời, em phát hiện ra xong cái cũng chửi mấy lần, giận mấy lần xong cũng cho mặt ra vậy ạ. Em ơi, cái dòng mà đã cai thuốc rồi hút lại là hút gấp đôi nha. Dạ. Mốt có tự lực cánh sinh đi, có cai được thì cai, không cai được thì
chưa xong cứ ngưng một lần là gấp đôi. Nhưng mà theo anh thì là bớt dần và nếu được bỏ luôn đi. Tại vì thứ nhất là nhà có trẻ con. Cái thứ hai nữa mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Với vợ và con em là những người mà bị ảnh hưởng nặng hơn. Hoặc là những nơi em tới sửa điện. Cả nhà bị dính hết luôn. Rồi, có mong muốn ông xã thay đổi điều gì không? Với lại hai vợ chồng em đang có dự án làm YouTube về du lịch á. Thì cứ cuối tuần là em cứ bắt ảnh đi quay. Cái cuối tuần là ảnh được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không có được ngủ nướng là bắt đi quay vậy đúng 6:30-7 giờ đi quay. Xong cái về làm video kiểu như em không biết làm thì ảnh biết làm anh, nhưng mà ảnh làm nhăn nhó. Hai vợ chồng cũng cự nhau. Xong bây giờ em chỉ muốn là ảnh giúp em là đi quay nhiều hơn, rồi cùng nhau đi du lịch nhiều hơn, để mình có thể làm một cái kênh về du lịch nó. Đó là cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu cầu cao lắm ạ. Chính em là cái người đầu tiêu ra cho vợ đấy chứ. Tại vì hồi trước vợ em hay đi du lịch mà toàn là chụp hình không, thì em mới nói vậy xong mẹ không làm một cái kênh YouTube đi rồi để quay lại những cái kỷ niệm đó mà up lên để trên mạng đó để xem cho vui, làm cái kỷ niệm. Vợ mới nói à, nhưng mà cái này là em không biết quay nè, em cũng không biết làm phim nè. Em nói thế bà biết không, này bà biết thì để bà làm, để bà hỗ trợ cho mẹ. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline dí sát đít luôn, mình học mình còn công việc của mình nữa chứ, không có trả lương đâu đúng không? Nói tật xấu của bà luôn đi. Bà dí quá đúng không? Dí quá, bào quá, bào làm bào từ là vừa sửa điện vừa sửa nhà, rồi vừa nói chung nhà có cái gì sửa được là sửa hết. Rồi còn làm các kênh YouTube cho vợ. Rồi còn phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa. Bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà nhiều lúc than thì nói bào cho vui chứ vợ em sống rất là tình cảm. Tuy rằng nấu ăn không ngon chứ, nhưng mà biết chồng mệt thì vẫn xuống bếp và nấu những cái món. Kể tật mà em chưa hài lòng đó. Em biết em nè. Tật xấu là quá dị ứng với lại bụi bẩn. Ở quá sạch. Hầu như cái thời gian ở nhà là dành để mà dọn dẹp rồi lau chùi bụi. Thì em nghĩ là cái nếu mà mình quan tâm cái vấn đề nhỏ mà nó nhiều quá thì nó lại tốn đi cái thời gian để mình làm công việc khác. Thế là may sau này gia đình hai vợ chồng có điều kiện, có nhà to mà lau cỡ đó cũng mà chết. Kể như vậy thì cũng rồi. Em mong vợ em thay đổi điều gì nhất? Dạ thì em mong vợ em thì chịu khó lên YouTube là học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên cao hơn. Anh nghĩ được nữ là yêu bằng tay nha. Em học được có một ngày xong em mai em quên công thức. Em biết không, phụ nữ mình là thích yêu bằng tay. Nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó. Là món ăn đó nha. Hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết rằng là hai vợ chồng có những cái tình cảm gì hay là có những cái sự bày tỏ nào dành cho nhau hay không? Dạ có, em có một món quà đặc biệt dành cho chồng của em. Dạ, cảm ơn ảnh là trong thời gian qua ảnh cũng biết lắng nghe mình, rồi cũng có hỗ trợ mình làm rất là nhiều thứ. Cô vợ đặc sắc ơi. Quá vậy. Lâu lắm rồi á nghe. Đứng lên mở ra coi là cái gì. Mình mở ra coi đi. Mở ra coi. Đồng hồ chắc. Wow, một chiếc đồng hồ rất đẹp nghe cả nhà. Thôi em đeo luôn đi cưng, đeo luôn đi cho nó giữ lại làm kỷ niệm. Đeo luôn. Dạ bữa giờ hứa với ảnh hoài là bây giờ mới mua được ạ. Wow. Còn mặt miết lòng thầm luôn kìa. Trời ơi. Thế trời không ơi. Em thích cái này đúng không? Dạ, cũng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy. Nếu có quà này chắc đi về muộn hơi khó này. Bây giờ mình đã nhận quà rồi thì không biết rằng là mình phải có cái điều gì đó để mà đáp lại với vợ chứ. Đúng không? Chồng xin cảm ơn vợ. Thì hai vợ chồng mình đến với nhau nhanh nhưng mà trong cũng 2 năm dịch vừa rồi thì lần này là lần mặc áo cưới thứ 5 của vợ rồi. Vì dịch nên tụi em vẫn chưa có hoàn thành xong cái thủ tục cưới của tụi em nữa. Chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn. Mong vợ mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ rồi, cũng chúc ba là có cũng nhiều sức khỏe để có thể mẹ bào nhiều hơn, bào sức nhiều hơn. Đây trả lại cái hộp nha. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.